Rồi, xin chào anh em. Thì sáng nay em sẽ làm sơn thử hai cái màu mới nha anh em. Sơn thử hai cái màu sắc mà kẽm mới của hệ 1K Z Pen nha anh em. Hai màu xám nhôm sinh pha. Thì đây là cái màu hệ 1K Z Pen nè anh em. Cái này là cái màu xám đậm sinh pha. Màu 2XF mã số đó. Hệ M nha anh em. Nè nó đen nè anh em. Còn đây là lon xám sinh pha M. Xám sinh pha M bữa em sơn chóp em đăng ấy. Em đăng trên Facebook á. Này là mã M 3XFM. Nó xanh hơn xíu. Để sơn lên hai cây sắt này cho anh em coi. Thì cái này là hai hệ này sơn lên là làm cái màu nó giống màu nhôm sinh pha đó mấy anh. Nhìn cho nó xài kiến cường lực á, nhìn cho nó đẹp á. Thì giờ sơn lên cái hộp thử cho mấy anh em coi màu chơi ha, tham khảo chơi ha. Rồi giờ pha sơn thôi, giờ mở sơn ra giùm anh Phúc. Để nó mở luôn em. Mở pha ra hai ly khác nhau mấy anh. Thì sơn này mấy anh em nào xài rồi thì biết cách pha rồi. Còn anh em nào chưa biết cách pha thì cũng dễ lắm. Mấy anh em pha loãng tầm, nếu mà xài súng phun sơn á thì pha loãng tầm 15% xăng so với thể tích sơn. Còn nếu mà mình quét cọ pha xăng ít hơn xíu. Nói chung là chỉ có pha xăng thơm, xăng nhật vô là mấy anh em bật lên ha, cho anh mượn nắp thôi. Đây là màu xám nè anh em, màu xám sinh pha nè. Đây nè. Hơi bóng. Nó khô xuống nó sẽ mờ nha anh em. Tại mà sinh pha thường là xài hệ mờ mà, không có xài hệ bóng. Hệ mờ nhìn xài với kính cường lực nhìn nó đẹp hơn, nó sang hơn. Đây, anh mượn đó. Cái đây là màu xám đậm nè. Đưa anh hai nắp luôn đi, ráng để anh tay anh giùm cái. Đây là màu xám đậm nè anh em. Màu xám đậm nhôm sinh pha nè, này màu xám sinh pha nè. Đó, rồi bây giờ em sơn cho ngày em nó pha ra, sơn lên hai cây này cho anh em coi ha. Em cứ lấy ra xíu đủ sơn hai cây sắt thôi được. Hệ này thì nhanh khô nha mấy anh, anh em nào xài rồi biết. Hệ này tầm 5 phút nắng là khô mặt rồi, sờ thoải mái rồi. Tầm 4 giờ là chết sơn nha anh em, 4 giờ mà có nắng là chết sơn nha. Hệ này bám tốt, em có mấy clip test bên kênh đó. Đó hay mà, pha em pha tầm nắp nó xăng lên, hoặc ít hơn cũng được. Đậy lại mà không đổ nữa. Lắc nhiều quá không ta? Vừa không được. Rồi, em bỏ này xuống, em đậy lại em bỏ này xuống. Đó thì pha xăng vô loãng vừa phun anh em. Mấy anh em pha xăng nhiều quá, loãng quá thì nó dễ chảy. Còn pha đặc quá thì ra tơ, nó phun ra tơ bị hột á. Nó dễ bị nám. Rồi mình quậy đều lên là mình phun anh em ơi. Ok, giờ mình sơn cái màu xám trước nha anh em, cái màu xám, còn cái kia là xám đậm sinh pha, giờ mình sơn màu xám sinh pha trước. Một xíu nó khô em so màu cho mấy anh coi, em đứng quanh kia rồi Phúc, em đứng đối diện anh á. Ờ, cầm đứng lên sơn cũng được, cầm đứng lên sơn luôn. Ờ, vậy cho dễ. Trước lắp hết rồi nè. Đó, màu xám á. Đi hết em, đi hết cái hộp luôn đi. Màu này đi một bát lắp à, nhưng mà mấy anh muốn bền mấy anh phải đi hai bát nha, hai lượt đàng hoàng nha. Cứ hai bữa lượt. Cái sắt này em lau xăng rồi nha anh em, lau xăng thơm rồi. Mấy anh em vệ sinh lau xăng thơm đầy đủ. Đi hai lượt trở lên là ok, ngon lành hết. Cái này thì ngoài trời cũng phải rơi vào phải tầm từ 4 đến 5 năm đó. Tại em bán cái hệ này cũng hơn 2 năm rồi, 2 năm rồi. Nó vẫn chưa xuống màu nha anh em. Một bát này hả em? Để anh quay sơ đó. Này một bát hầu như lắp hết bề mặt sắt nữa nè, không còn lòi ra nữa nè. Giờ mình đi bát thứ hai. Thì sơn của mấy anh em mà hay mua em thì mấy anh em biết cách mua rồi. Còn mấy anh em nào chưa biết cách mua muốn ủng hộ em á thì mấy anh gọi cho em. Số của em là 0985 598 511 598 511 nha anh em. 0985 598 511 thì gọi cho em gửi cho anh cũng được. Hoặc là mấy anh có thể lên Sen Đỏ, Shopee hoặc Lazada mấy anh đặt mua online. Ở trên đó thì mấy anh vô cái shop nào mà ở Bình Phước á anh em. Cái shop ở Bình Phước á, ở trên Shopee hình như cái tên của shop em là Thế Giới Sơn á. Còn ở bên Lazada hình như là Thế Giới Sơn Sắt. Còn bên Sen Đỏ là NCT1405. Thì đó mấy anh coi shop nào ở Bình Phước mấy anh mua ủng hộ em thì mua. Rồi anh em, hai bát à. Ok, giờ xúc súng nè, đi cái xám đậm luôn, tí anh so hai màu luôn.
Mở máy hơi đi. À, nè. Màu này hơi mờ nha, nó không bóng nha nè. Khô luôn nè. Khô rồi hả? Được. Mới xịt qua khô luôn nè anh em, mới xịt xong dính vào tay khô luôn. Để coi cây khô chưa. Mới ráo sơ à. Mới xịt luôn anh em, mới xịt vô để vô cái ráo sơ đó. Không dính tay luôn nè. Đó, ráo sơ. Ok, giờ mình sơn màu xám đậm luôn anh em ha. Rồi tí mình so hai cây cho anh em coi màu. Ok mấy anh, giờ mình sơn màu xám đậm sinh pha lên cây này luôn anh em ha. Cây kia em để kia kìa. Nó tương đối ráo rồi, em sơn đi. Cái này màu này thì nó đậm hơn nha anh em. Màu này cũng đẹp á. Màu này mà sơn giống y nhôm sinh pha lắp kính cường lực đẹp lắm á. Đó, ok, một nước nè anh em, để anh coi mặt kia đi Phúc. Ờ, đi một nước luôn, đi lên đó luôn, đi lên đó. Một bát anh em, một bát là lắp hết à. Nhưng mà mấy anh muốn bền là phải đi hai lớp là ngon nhất. Đó, một bát một rồi, rồi đứng lên giùm anh. À, một bát một nè anh em. Đó, hầu như là không lòi sắt nha. Chữ chiếc rồi gì lắp hết. Màu xám thì nó dễ lắp, nhưng mà cái màn sơn của anh đi một bát nó mỏng lắm. Đi bát 2 à? Ờ, đi bát 2. Đi hai bát trở lên mới ngon. Có nghĩa là sau này nó va đập đồ này kia nó đỡ bị bong chóc hay là nó đỡ bị chạy đó anh em. Mấy anh em đi mỏng quá không có bền thời gian đâu. Nhà này sơn cửa đẹp á. Này cũng hệ mờ nha anh em. Ok xong rồi đó. Đây. Ừ, để qua giùm anh luôn. Đó, hai màu khác nhau hoàn toàn nha anh em. Thằng này thì xám đen hơn nè, thằng này xám xanh xanh hơn nè. Đó mà nó cũng tối màu. Ok, xíu nó khô đi ha anh em ha. Rồi em để cho nó nằm xuống em quay cho anh em dễ hình dung màu. Ok anh em, tầm 30 phút rồi anh em. Khô hết rồi em ha. Em quay cái màu cho anh coi ha. Thì nãy mới sơn xong tầm mới 5 phút mà nghe em làm gió, không phải nghe em làm gió nó thổi rớt xuống mà cũng không chày lắm. À, mấy chỗ này nè cũng không chày lắm, khô hết rồi, nhanh khô lắm. Hợi một cây USB này anh em xài nhanh khô, lại hợi mờ nữa còn nhanh khô nhanh nữa. Là cái màu của nó nè anh em, màu này là màu xám nè, màu xám sinh pha nè, hợi mờ nè, nó chỉ ánh vậy thôi. Nó xài rất là ngon. Còn đây là hệ xám đậm sinh pha, màu xám đậm sinh pha. Đó, đây là hai màu của nó ha anh em ha. Hai màu mới anh em. Em quay sát vô cho rồi. Đâu bữa giờ nhỏ, không giờ này đẹp quá ha. Ngày cửa đứng đè luôn ha. Màu mới. Quá đẹp. Đó hai màu nha anh em. Màu hai màu nhìn màu nào cũng ok quá. Thầy mà anh Hậu lấy về sân nhà anh Hậu. Đây. Ok, thì nay rảnh thì sơn hai màu này lên cho anh em coi chơi thôi, tham khảo màu thôi. Mốt có công trình anh em nào mà ví dụ chủ nhà có cần xài mấy màu xám xám như vậy á, anh em tư vấn cho họ. Thì mấy anh em vô clip coi nè, em sơn sẵn có màu sẵn, mấy anh em vô clip coi rồi cho họ tham khảo cho dễ. Mình đỡ phải mua sơn test mẫu làm gì cho cực. Còn mấy anh em nào mà hay mua em thì biết cách mua ha. Còn anh em nào chưa biết cách mua thì gọi điện cho em. Số của em là 0985 nha, 598511. Còn không thì mấy anh lên Shopee Sen Đỏ Lazada mua nha. Ở đó là mấy anh cứ coi ở dưới cái góc shop á, ở cái sản phẩm á, anh sợt là xám đậm nhôm sinh pha hoặc là sơn sắc màu kẽm một cây dép ben nó ra. Mấy anh sợt sơn sắc màu kẽm một cây dép ben màu xám đậm
màu xám sinh pha là nó ra, hoặc là mấy anh sợt một cây ZB là nó ra luôn. Nó ra anh chọn cái màu nào giống cái màu xám sinh pha này anh mua thôi. Nói chung anh mua shop nào muốn ủng hộ em thì mua shop ở Bình Phước á, cho nó nhiều người bán mà nè. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi video này của em nha. Thì khoan nữa nha, anh em quên nữa, thì cái giá này nó cũng bằng cái giá một cây ZB màu thường á, không cao hơn là mấy hết á, đó là mấy anh em không có lo, chỉ có mấy màu nhũ nó mới mắc thôi, độ phủ nó cao lắm nha anh em. Ok, cảm ơn anh em lần nữa nha.